Kinh văn đoạn 44. Những gì ở đây muốn nói về thân hành niệm chính là 32 uế vật. Đề này được gọi là sự hướng tâm đến vẻ gớm ghiếc của thân thể như sau. Lại nữa, này các tỳ kheo, một vị tỳ kheo quán sát thân này từ dưới bàn chân trở lên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Xem M, chương 3, 90. Não dược bao gồm trong tủy. Nên đây ta chỉ thấy có 31 vật. Đoạn 45. Sau đây là mô tả sự tu tập dần dần bằng một luận giải về bản kinh. Giải thích danh từ. Thân này là cái thân làm bằng bốn đại chủng này. Dưới từ bàn chân trở lên, từ các gót chân trở lên, trên cho đến đỉnh tóc xuống, từ phần cao nhất của ngọn tóc đi xuống, bao bọc bởi da, toàn thể xung quanh được kết thúc bằng da, chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Vị ý quán sát thân này đầy những bất tịnh thuộc đủ loại, bắt đầu là tóc. Quán như thế nào? Trong thân này có tóc, lông, vân vân, nước tiểu. Đoạn 46. Ở đây có nghĩa là được tìm thấy ở đấy. Trong thân này là cái được diễn tả như sau. Dưới từ bàn chân trở lên, trên từ đỉnh tóc trở xuống là được bao bọc bởi da, là chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Thân, cái xác. Xác người được gọi là thân vì đó là nơi tập hợp những dơ uế, vì những vật xấu xa như tóc vân vân và trăm thứ bệnh khởi đầu là bệnh về mắt, đều do thân làm nguồn gốc. Tóc, lông, những vật này khởi đầu bằng tóc, lông, gọi là 32 uế vật. Câu văn ở đây cần được hiểu như sau. Trong thân này có tóc, trong thân này có lông. Đoạn 47. Khắp thân thể hơn một thước này, từ gót chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, là từ khắp nơi trên da. Không ai đã từng tìm được một chút gì đẹp đẽ, dù chỉ bằng hạt bụi, chẳng hạn chút ngọc trai, ngọc bích, pha lê, sa cừ. Trái lại, chỉ tìm thấy đủ thứ hôi hám ghê tởm bất tịnh là tóc, lông, vân vân, nước tiểu. Trên đây là luận giải về kinh văn. Sự tu tập. Đoạn 48. Một thiện nam tử muốn tu tập đề mục thiền này phải đi đến một thiện tri thức như đã mô tả. Chương 3, đoạn 61 đến 73, để học pháp môn này. Và bậc thầy nào chỉ dẫn cách tu cho vị ấy, cần bảo vị ấy 7 điều thiện xảo trong việc tu học và 10 điều tốt đẹp trong sự chú ý. 7 thiện xảo trong sự học. Ở đây, 7 thiện xảo trong tu học cần được nói rõ như sau. 1. Thuộc lòng trên ngôn từ. 2. Thuộc lòng trong tâm. 3. Biết rõ màu sắc. 4. Hình dáng. 5. Phương hướng. 6. Định xứ. 7. Giới hạn. Đoạn 49. Một nhỏ, đề mục quán này cốt chú ý đến khía cạnh ghê tởm. Dù hành giả có là Tam Tạng Pháp Sư đi nữa, sự thuộc lòng từ ngữ vẫn phải học khi bắt đầu chú ý đến đề mục. Dù đề mục chỉ trở thành rõ rệt cho vị ý nhờ học thuộc lòng, nhưng đối với hai vị thượng tọa học đề mục này với trưởng lão Mahadeva ở xứ Đồi, khi hai vị này xin trưởng lão một đề mục thiền quán, trưởng lão đã cho bản văn 32 uế vật, bảo hãy học chỉ một cái này trong 4 tháng. Mặc dù hai vị này người thì thông hai tạng, người thông ba tạng, vậy mà 4 tháng sau họ mới chứng quả dự lưu nhờ tụng đọc và hiểu rõ bản văn. Bởi thế, bậc thầy khi giảng đề mục thiền
cần phải bảo môn đệ tụng đọc cho thuộc trước. Đoạn 50. Khi học nên chia từng nhóm năm: tóc, lông, vân vân. Và khi đọc: tóc, lông, móng, răng, da. Hãy đọc ngược lại: da, răng, móng, lông, tóc. Đoạn 51. Kể đến với nhóm năm kế tiếp, sau khi đọc thịt, gân, xương, tủy, thận, vì ấy phải đọc ngược lại: thận, tủy, xương, gân, thịt. Đoạn 52. Kế tiếp với nhóm năm phổi, vân vân, sau khi đọc tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, vì ấy phải đọc ngược lại là: phổi, lá lách, hoành cách mô, gan, tim, thận, tủy, xương, gân, thịt, da, răng, móng, lông, tóc. Đoạn 53. Kế tiếp với nhóm năm não, vân vân, sau khi đọc ruột non, ruột già, màng ruột, phân, não, hành giả đọc ngược chiều: não, phân, màng ruột, ruột già, ruột non, phổi, lá lách, hoành cách mô, gan, tim, thận, tủy, xương, gân, thịt, da, răng, móng, lông, tóc, vân vân. Đoạn 54. Kế tiếp với nhóm 6 mỡ, vân vân, sau khi đọc mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, hành giả đọc ngược chiều: mỡ, mồ hôi, máu, mũ, đàm, mật, não, phân, màng ruột, ruột già, ruột non, phổi, lá lách, hoành cách mô, gan, tim, thận, tủy, xương, gân, thịt, da, răng, móng, lông, tóc. Đoạn 55. Kế tiếp với nhóm 6 nước tiểu, vân vân, sau khi đọc nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước mủ, nước khớp xương, nước tiểu, hành giả đọc ngược chiều: nước tiểu, nước khớp xương, nước mủ, nước bọt, nước mũi, nước mắt, mỡ, mồ hôi, máu, mủ, đàm, mật, não, phân, màng ruột, ruột già, ruột non, phổi, lá lách, hoành cách mô, gan, tim, thận, tủy, xương, gân, thịt, da, răng, móng, lông, tóc. Đoạn 56. Hành giả phải đọc thuộc lòng như vậy 100 lần, ngàn lần hay cả 100.000 lần, vì chính nhờ đọc như vậy mà đề mục thiền định thành quen thuộc, tâm khỏi tán loạn, các phần trở nên rõ rệt như những ngón tay hay như những cọc hàng rào. Đoạn 57. Hai nhỏ, sự nhẩm đọc trong tâm cũng cần thiết như đọc ra tiếng, vì sự đọc thành tiếng là một điều kiện giúp cho sự thuộc lòng trong tâm, và sự nhẩm trong tâm là một điều kiện để thâm nhập tính chất bất tịnh. Đoạn 58. Ba nhỏ, về màu sắc tóc vân vân cần được định rõ. Bốn nhỏ, về hình dáng các vật ấy cũng thế, cần định rõ. Năm, phương hướng, trong thân này từ rốn trở lên gọi là hướng trên, từ rốn trở xuống gọi là hướng dưới. Bởi thì phương hướng được định rõ như sau: phần này ở về hướng này. Sáu nhỏ, định xứ, ở chỗ nhất định của thân phần này hay khác cần định rõ như sau: phần này được an lập ở chỗ này. Đoạn 59. Bảy nhỏ, giới hạn, có hai cách định giới hạn, là định giới hạn của phần ấy bằng cách nói rõ nó được giới hạn trên dưới xung quanh bằng cái này, hoặc định bằng cái khác với nó, như tóc không phải là lông và lông không phải là tóc. Đoạn 60. Khi dạy về thiện xảo trong sự học bằng bảy cách như thế, vị thầy nên biết trong những kinh nào đề mục thiền định này được giảng giải theo quan điểm bất tịnh, và trong kinh nào được giảng giải theo quan điểm bốn đại. Vì trong kinh Đại Niệm Xứ trường 22, các phần được trình bày trên khía cạnh bất tịnh. Trong kinh Tượng Tích Dụ trung 28, kinh Giáo Giới Rahula trung 62 và Giới Phân Biệt trung 140, các phần được trình bày dưới khía cạnh tứ đại. Tuy nhiên, trong kinh Thân Hành Niệm trung 119, bốn thiền được giải thích liên hệ đến một vị mà đề một thiền này đã xuất hiện với vị ấy, như một kashina màu sắc. Xem chương 3. Ở đây khi giảng đề mục này là tứ đại thì đó là thiền quán,
và khi giảng là bất tịnh, thì đó là một đề mục về tịnh chỉ. Do đó ở đây bàn về nó như là một đề mục định. Mười thiện xảo về sự chú tâm. Đoạn 61. Sau khi dạy bảy thiện xảo trong học tập, vị thầy cần nói về mười thiện xảo trong việc chú tâm như sau. Một, nhỏ về thứ tự. Hai, không quá nhanh. Ba, không quá chậm. Bốn, tránh phân tâm. Năm, vượt qua khái niệm. Sáu, về sự từ bỏ liên tục. Bảy, về định. Tám đến mười, về ba bản kinh. Đoạn 62. Một, nhỏ. Ở đây về thứ tự là: từ khi bắt đầu học thuộc, cần phải chú ý theo dõi thứ tự không bỏ sót. Khi một người không giỏi leo trèo lên một cái thang có 32 nấc mà cứ leo 2 nấc một, thì thân thể vị ấy sẽ mệt mỏi và phải té trước khi tới đỉnh. Cũng thế, một người chú tâm trên 32 phần mà bỏ sót thì tâm sẽ mệt mỏi và không hoàn tất sự tu tập. Vị ấy không đạt được sự thỏa mãn cần phải đạt nhờ tu tập thành công. Đoạn 63. Hai, nhỏ. Khi chú tâm trên đề mục thiền này bằng cách theo dõi thứ tự từng nhóm, hành giả không nên làm quá nhanh. Vì cũng như người khởi hành cuộc hành trình 3 dặm, dù vị ấy đã đi về cả 100 lần một cách mau chóng, song nếu không chú ý những khúc quanh cần tránh hoặc phải theo, thì vị ấy vẫn cứ phải hỏi cách làm sao để đến đích. Cũng vậy, khi thiền giả chú tâm đến đề mục vẫn không trở nên rõ rệt hoặc đem lại sự phân minh nào. Bởi vậy, hành giả không nên chú tâm đề mục quá nhanh. Đoạn 64. Ba, nhỏ. Ngược lại cũng không quá chậm. Ví như một người muốn đi một cuộc hành trình 3 dặm đường trong một ngày, mà dọc đường vị ấy cứ lang thang thơ thẩn trong rừng cây, hốc đá, ao hồ vân vân, thì không thể hoàn tất cuộc hành trình trong một ngày mà phải 2-3 ngày mới đến đích. Cũng vậy, nếu hành giả chú tâm quá lâu trên đề mục, vị ấy không đến được cùng đích và không thể làm cho đề mục trở nên rõ rệt. Đoạn 65. Bốn, nhỏ. Tránh phân tâm. Hành giả phải tránh đi ra ngoài đề mục thiền và để tâm bị phân tán trong những đối tượng bên ngoài. Vì cũng như một người đi trên đường dốc đứng chỉ rộng bằng bàn chân mà cứ nhìn giáo giác khắp nơi, không để ý từng bước một, thì có thể té xuống vực sâu 100 trượng bên dưới. Cũng vậy, khi hành giả tán tâm ra ngoài đề mục thì việc thiền định bị thối thất. Đoạn 66. Năm, nhỏ. Về sự vượt qua khái niệm. Khái niệm danh từ bắt đầu bằng tóc lông cần phải được vượt qua, và ý thức cần được an trú ở khía cạnh bất tịnh ghê tởm của nó. Vì cũng như một người tìm ra lỗ nước trong rừng vào mùa đại hạn, treo tại đó một cái gì làm dấu như một tàu dừa để người ta đến tắm, uống nước nhờ sự chỉ dẫn của dấu hiệu. Nhưng khi con đường đã trở nên quá rõ nhờ sự đi lại thường xuyên thì không cần gì đến dấu hiệu nữa, người ta cứ đến uống và tắm rửa khi cần. Cũng thế, tính cách đáng tỏm đã quá ra quá rõ rệt với hành giả trong lúc vị ấy chú tâm trên đối tượng nhờ phương tiện danh từ, tóc, lông, thì cuối cùng vị ấy phải vượt qua khái niệm danh từ ấy mà chỉ chú tâm trên khía cạnh bất tịnh thật sự mà thôi. Đoạn 67. Sáu, nhỏ. Về sự lần lượt loại bỏ. Trong khi chú tâm, hành giả cuối cùng nên bỏ ra ngoài những phần nào không hiện rõ. Khi một người mới tu tập chú tâm đến tóc, sự chú ý của vị ấy tiếp tục đi đến những phần khác cho đến cuối cùng là nước tiểu, rồi ngưng tại đấy. Và khi hành giả chú tâm đến nước tiểu, sự chú tâm của vị ấy tiếp tục cho đến lúc trở lại tóc và ngưng tại đây. Trong khi vị ấy cứ tiếp tục chú tâm như vậy thì một số phần hiện rõ, còn một số không rõ. Hành giả nên tiếp tục chú tâm trên những phần hiện rõ cho đến khi có một cái rõ nhất và khơi dậy sự xác định bằng cách chú tâm nhiều lần trên cùng một phần đã hiện rõ như thế.
Đoạn 68. Ví như một thợ săn đang bắt một con khỉ sống trong một cụm rừng có 32 cây dừa, và vì ấy bắn mũi tên xuyên qua tàu dừa của cây đầu tiên và hét lên một tiếng. Con khỉ cứ thế nhảy từ cây này qua cây khác cho tới khi nó tới cây cuối cùng, và khi thợ săn cũng bắn tên đến đó thì nó chạy ngược trở lại đến cây đầu tiên. Sau nhiều lần bị theo dõi như vậy, cuối cùng con khỉ nhảy đến vịn vào tàu dừa của cây chặn giữa và không nhảy nữa dù có bị tên bắn. Ở đây cũng vậy. Đoạn 69. 32 uế vật trong thân ví như 32 cây dừa. Con khỉ dụ cho tâm ý, hành giả như người thợ săn. Tâm hành giả chú trên đối tượng của 32 phần ý, cũng như sự cư trú của con khỉ trong rừng với 32 cây dừa. Sự chú tâm của hành giả trên từng phần liên tục, ví như con khỉ nhảy từ cây này sang cây khác cho đến cuối và trở lại. Trong khi chú tâm trên các phần ý, một số hiện rõ, một số không rõ, hành giả liên tục hướng sự chú tâm vào những phần hiện rõ và bỏ ra ngoài những phần không rõ, cũng như con khỉ lúc bị săn đuổi nhảy lên từ chỗ có tiếng hét. Cuối cùng, hành giả chú tâm trên phần hiện rõ nhất trong hai phần còn lại, và nhờ vậy đắc định, cũng như con khỉ cuối cùng dừng lại trên một tàu dừa, bám lấy nó và không nhảy nữa dù có bị bắn. Đoạn 70. Và đây là một ví dụ khác. Ví như có một người ăn đồ khất thực đi đến sống gần một khu làng có 32 nhà. Và khi vị ấy được hai phần bố thí tại một nhà đầu tiên, vị ấy bỏ nhà gần đó. Và hôm sau, khi được ba phần bố thí tại nhà đầu tiên, vị bỏ ra hai nhà kế tiếp. Và ngày thứ ba, vị xin được đầy bát tại nhà đầu tiên, bèn đi đến nhà ăn để ăn. Đoạn 71. 32 uế vật cũng như khu làng có 32 nhà. Hành giả ví như người ăn đồ khất thực. Công việc chú ý ban sơ của vị ấy ví như hiền giả đi đến sống gần làng. Vị tiếp tục chú ý hai phần cuối cùng hiện rõ, bỏ ra ngoài những phần không rõ, giống như người khất thực được hai phần ăn tại nhà đầu tiên, bỏ ra ngoài một nhà. Và ngày hôm sau người ấy được ba phần ăn tại nhà đầu tiên, bỏ ra ngoài hai nhà. Sự khơi dậy định bằng cách chú ý liên tục trên đối tượng hiện rõ nhất trong hai cái còn lại, giống như người khất thực xin được đầy bát tại nhà đầu tiên trong ngày thứ ba rồi đến nhà để ăn. Đoạn 72. Bảy nhỏ về định. Định từng phần một ở đây muốn nói phải được hiểu là định phát sinh trong mỗi một phần. Đoạn 73. Tám nhỏ đến mười nhỏ. Về ba bản kinh là những kinh về tăng thượng tâm chỉ cho thiền, về sự mát mẻ, và về những thiện xảo trong những giác chi, mục đích của chúng là liên kết tâm lực và định lực. Đoạn 74. Tám nhỏ. Ở đây, bản kinh này nên hiểu là đề cập đến tăng thượng tâm. Này các tỳ kheo, một tỳ kheo chuyên tu tập tăng thượng tâm thỉnh thoảng cần tác ý ba tướng. Thỉnh thoảng vị ấy nên tác ý tướng định, thỉnh thoảng nên tác ý tướng tinh tấn, thỉnh thoảng nên tác ý tướng xả. Nếu một tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm mà chỉ tác ý tướng định, thì tâm vị ấy dễ đi đến giải đãi. Nếu một tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm mà chỉ tác ý tướng tinh tấn, thì khi ấy tâm vị ấy dễ đi đến trạo cử. Nếu một tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm mà chỉ tác ý tướng xả, thì tâm vị ấy không có thể tập trung đúng mức để diệt trừ lậu hoặc. Nhưng này các tỳ kheo, một khi tỳ kheo muốn tu tập tăng thượng tâm mà cứ thỉnh thoảng tác ý tướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh tấn, thỉnh thoảng tác ý tướng xả, thì tâm vị ấy trở nên nhu nhuyễn, dễ sử dụng, trong sáng, không dễ dở tan, đủ tập trung để diệt trừ lậu hoặc. Đoạn 75. Này các tỳ kheo, như một người thợ giàn thiện xảo hay đệ tử người thợ giàn sửa soạn lò bệ, đốt lò và đổ vào đấy giàn thô để luyện,
thì vị ấy thỉnh thoảng thụt bể, thỉnh thoảng rưới nước, thỉnh thoảng ngồi canh chừng. Nếu người thợ giàn ấy chỉ có một bề thụt ống bệ thì giàn sẽ cháy, nếu chỉ một bề rưới nước thì giàn sẽ nguội lạnh, và nếu chỉ ngồi nhìn mãi thì giàn không được tôi luyện đúng mức. Nhưng nếu vị ấy thỉnh thoảng thụt bể, thỉnh thoảng rưới nước, thỉnh thoảng ngồi canh chừng, thì vàng sẽ trở nên nhu nhuyễn, dễ sử dụng, sáng, không dễ dở, và vàng ấy trở nên dễ uốn nắn. Muốn làm đồ trang sức như dây chuyền, dòng kiền cổ đều làm được. Đoạn 76. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có ba tướng mà tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm cần phải thỉnh thoảng tác ý, vân vân, thì tâm vị ấy trở nên nhu nhuyễn, dễ sử dụng và tập trung đúng mức để diệt trừ lậu hoặc. Vị ấy đi đến khả năng chứng đắc bất cứ trạng thái nào có thể chứng đắc nhờ tuệ mà vị ấy mong muốn. Xem A, chương 1, 256. Đoạn 77. Chính nhỏ, bản kinh này đề cập đến sự mát mẻ. Này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo có 6 pháp thì có thể đạt đến sự mát mẻ tối thượng. Vì là 6 pháp, ở đây này các tỳ kheo, khi tâm cần được chế ngự, vị ấy chế ngự tâm. Khi tâm cần được nỗ lực, vị ấy tinh tấn. Khi tâm cần được khuyến khích, vị ấy khuyến khích. Khi tâm cần được nhìn giới xả, vị ấy nhìn tâm giới xả. Vị ấy quyết định đạt đến tăng thượng tâm, vị ấy ái lạc niết bàn. Có 6 pháp này, một tỳ kheo có thể đạt được sự mát mẻ tối thượng. Xem A, chương 3, 435. Đoạn 78. Mười nhỏ, thiện xảo về các giác chi. Xả được đề cập trong phần giải thích thiện xảo về định trong đoạn bắt đầu. Xem chương 4, 51 đến 57. Này các tỳ kheo, khi tâm đang giải đãi thì không phải lúc để tu tập khinh an giác chi, vân vân. Xem SV 113. Đoạn 79. Bởi thế thiền giả cần hiểu rõ 7 thiện xảo này trong việc học và 10 thiện xảo trong việc chú tâm để học đề một thiền định một cách thích nghi. Khởi sự tu tập. Đoạn 80. Nếu người học có thể ở trong cùng một tu viện với thầy thì vị ấy không cần phải xin giải thích chi tiết. Nhưng sau khi vị ấy đã nắm vững đề mục và khởi sự tu tập thì có thể xin giải thích từng giai đoạn một đến khi đạt đến sự phân biệt rõ. Một người muốn đi sống nơi khác để tu tập thì lại khác. Vị ấy cần phải xin giảng giải đề mục một cách chi tiết như đã nói trên và phải đảo qua đảo lại nhiều lần. Giải tất cả nghi vấn, vị ấy phải từ bỏ một trú xứ thuộc loại không thích hợp như đã tả ở phần biến xứ đất để đến sống tại một trú xứ thích hợp. Rồi vị ấy phải từ bỏ những chướng ngại nhỏ trong chương 4 đoạn 20 và khởi sự công việc chuẩn bị cho sự tác ý đến tướng bất tịnh. 32 uế vật bàn chi tiết. Đoạn 81. Khi khởi sự, hành giả trước hết hãy nắm giữ học tướng ở đối tượng tóc. Cách nào? Màu sắc cần phải được định rõ trước hết bằng cách nhổ ra 1-2 sợi tóc đặt trên lòng bàn tay. Vị ấy cũng có thể nhìn tóc ở nơi chỗ hớt tóc hay trong một bát nước hay bát cháo. Nếu những sợi tóc vị ấy thấy là màu đen trong lúc nhìn thấy thì hãy nhớ trong tâm là đen. Nếu màu trắng thì nhớ là trắng. Nếu màu lẫn lộn thì hãy nhớ màu nào nổi nhất. Và cũng như trường hợp tóc, tất cả 5 món khởi từ tóc cần phải được nắm lấy tướng bằng sự nhìn như vậy. Đoạn 82. Sau khi đọc được tướng như thế rồi, và A nhỏ định rõ tất cả những thân phần khác theo màu sắc, hình dáng, phương hướng, định xứ, giới hạn của nó, hành giả kế đó B nhỏ hãy định tính ghê tởm của nó bằng 5 cách là màu sắc, hình dáng, xuất xứ và chỗ ở của nó. Đoạn 83. Sau này là giải thích về tất cả các thân phần theo thứ tự.